Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình khảo sát tình hình kết quả thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải đã đến khảo sát thực tế dự án phòng khám đa khoa tư nhân thành phố Cà Mau và dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang thành phố Cà Mau. Dự án phòng khám đa khoa tư nhân thành phố Cà Mau có diện tích hơn 2 hectare do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung tâm khám chữa bệnh đa khoa y dược thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện Sao Việt làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án là từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2023, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng khối phòng khám ngoại trú và giai đoạn 2 là xây dựng các hạng mục còn lại. Đến nay đã quá thời gian quy định. Tuy nhiên, đơn vị đầu tư mới chỉ hoàn thành 55% tổng dự án. Theo chủ đầu tư, việc chậm tiến độ là do quá trình thi công có thay đổi một số hạng mục, từ đó ảnh hưởng đến hệ thống phòng cháy chữa cháy đã phê duyệt trước đó. Hiện hệ thống này vẫn chưa hoàn thiện để trình ngành chức năng thẩm định lại. Đối với dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang thành phố Cà Mau do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 51 hectare, hiện đã xây dựng hạ tầng khoảng 20 hectare. Dự án này cũng đã quá thời hạn quy định 4 năm do chưa thể hoàn thành hồ sơ, xin giao 3,30 hectare đất đã bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Tại buổi làm việc, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát kiến nghị ngành chức năng đồng ý để đơn vị điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án. Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm giao 3,30 hectare đất còn lại để đơn vị tiếp tục thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng. Trước đó, vào sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải cũng đã đến khảo sát thực tế dự án khu dân cư Thạnh Phú, xã Lý Văn Lâm và dự án đầu tư xây dựng điểm du lịch Việt Úc Cà Mau, thành phố Cà Mau. Nhằm khắc phục tình trạng chậm, muộn, đi lại nhiều lần của người dân trong việc yêu cầu trích lục bản đồ địa chính thửa đất, trích đo địa chính thửa đất để hoàn tất hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo liên quan đến vấn đề này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị triển khai việc tiếp nhận xử lý yêu cầu trích lục bản đồ địa chính thửa đất, trích đo địa chính thửa đất của tổ chức cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trường hợp người dân lựa chọn nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thì địa điểm tiếp nhận sẽ được thực hiện thí điểm ở các huyện Cái Nước, Phú Tân, Nam Căn và thành phố Cà Mau. Thí điểm tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thành phố. Thời gian thực hiện thí điểm sẽ là 1 năm, bắt đầu kể từ đầu tháng 4 năm 2024. Các huyện còn lại tiếp nhận hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Sáng nay, tại trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo về giải pháp nâng cao điểm trung bình các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong những năm gần đây, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh luôn tăng và cao hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, điểm thi trung bình luôn nằm ở nửa sau bảng xếp hạng của cả nước. Nhằm cải thiện và nâng cao điểm thi trung bình của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Cà Mau năm 2024 và những năm tiếp theo, tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý các hoạt động giáo dục và yếu tố cần thiết để tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt hiệu quả. Một số giải pháp trong công tác quản lý các hoạt động giáo dục và tổ chức phân chia tốt nghiệp trung học phổ thông. Mặt khác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với từng môn thi hoặc tổ hợp các môn thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Theo văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 sẽ chính thức đăng ký dự thi từ ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5 theo hình thức trực tuyến. Trong khoảng thời gian này, các thí sinh tự do sẽ đăng ký dự thi trực tiếp tại các đơn vị do Sở Giáo dục Đào tạo quy định. Bộ Giáo dục Đào tạo quy định các trường phổ thông cấp tài khoản mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 và hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi trực tuyến. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân do cơ quan công an cấp. Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông, các đơn vị đăng ký dự thi, kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Đặc biệt lưu ý các thông tin về diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và thông tin để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh đại học cao đẳng của thí sinh. Thưa quý vị, hiện nay bệnh tay chân miệng tại huyện Ngọc Hiển có dấu hiệu gia tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và có nguy cơ lây lan trong trường học. Trước thực tế trên, ngành y tế huyện Ngọc Hiển khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ, nhất là thời điểm nắng nóng như hiện nay. Từ đầu năm đến nay, huyện Ngọc Hiển xảy ra 36 trường hợp bệnh tay chân miệng với 4 ổ dịch. Các trường hợp bệnh được xử lý theo đúng quy định nên không có ca bệnh chuyển nặng. Cao điểm của bệnh tay chân miệng thường bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Đây là thời điểm nắng nóng dễ mắc bệnh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ do sức đề kháng yếu. Do đó, các điểm trường mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn huyện thường xuyên vệ sinh dụng cụ học tập, đồ chơi cho trẻ, lau dọn bàn ghế, khuôn viên trường học, thức ăn cho trẻ đảm bảo hợp vệ sinh, hướng dẫn các bé rửa tay với xà phòng nhằm bảo vệ sức khỏe cho các em. Ngoài ra, các bậc phụ huynh thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ. Khi có biểu hiện nóng sốt, phải đưa đi khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bệnh tay chân miệng cũng có chiều hướng gia tăng tại huyện Đầm Dơi. Ngành y tế đã và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống không để bệnh bùng phát trên diện rộng. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi, trong số 50 trường hợp đã nhập viện điều trị tại các cơ sở y tế từ đầu năm đến nay, nằm rải rác ở các xã thị trấn. Trong đó tập trung nhiều nhất là ở xã Tân Trung và xã Tạ An Khương. Trước tình hình bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng, đối tượng mắc bệnh chủ yếu là học sinh ở bậc học mầm non. Ngành giáo dục đào tạo huyện đang triển khai nhiều giải pháp để phòng bệnh một cách hiệu quả. Trước khi ăn và sau khi các con vui chơi, đều cái công tác rửa tay được thường xuyên. Đối với tất cả các nhóm lớp, cái công tác này được duy trì hàng ngày và cái phụ huynh thì cũng được tuyên truyền thông qua cái giờ đón trẻ, giờ trả trẻ. Bên cạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng trong nhà trường, Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi còn tăng cường công tác tuyên truyền phòng bệnh tay chân miệng tại các hộ gia đình, nhất là các bậc phụ huynh có trẻ dưới 5 tuổi. Đối với các cấp, các ngành ở từng địa phương, rồi từng cái điểm trường học, nhất là các điểm trường mẫu giáo mầm non, thì chúng ta cũng đẩy mạnh cái công tác truyền thông về cái phòng chống bệnh tay chân miệng để cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi họ hiểu được và họ biết được cái cách phòng chống bệnh tay chân miệng. Còn tại các cái điểm mà tập trung trẻ như thế này thì chúng ta cần phải duy trì tốt cái việc là hàng tuần là chúng ta phải xử lý tại Quế các cái phòng học cho trẻ bằng Cloramin B, và Cloramin B này thì đã được cấp cho các điểm trường và để tại Quế. Ngoài ra thì trong cái chế biến cái thức ăn rồi cái nơi rửa tay cho trẻ thì đối với các điểm trường mẫu giáo thì cần phải thực hiện tốt. Trong những ngày tới, nắng nóng gây gắt hơn, nếu công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân không đảm bảo, sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và lây lan bệnh tay chân miệng trong cộng đồng. Do đó, ngành y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức phòng bệnh cho con em mình tại nhà và phối hợp phòng bệnh khi đưa trẻ đến trường. Hôm qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình 3 an toàn, 3 không. Qua 1 năm triển khai thực hiện mô hình 3 an toàn, 3 không, tình hình an ninh trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau ổn định, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật được làm dừng, làm giảm so với trước đây. Các tổ nhân viên tự quản về an ninh trật tự và đội bảo vệ hoạt động tích cực đi vào nền nếp. Các hộ mua bán, kinh doanh, người dân sinh sống khu vực xung quanh bệnh viện có ý thức tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự tại bệnh viện. Không xảy ra tình trạng mua bán hàng rong, chèo kéo người bệnh và người thăm nuôi bệnh. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình. Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau cũng tặng 10 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Thời gian gần đây, nhiều người dân vẫn mắc bẫy đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ thuế, nhất là trong tháng cao điểm quyết toán thuế. Thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp quyết toán thuế. Các đối tượng hướng dẫn cài đặt phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Thậm chí có đối tượng giả mạo là cơ quan chức năng gửi đường link dịch vụ công VNEID để người dân truy cập với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế. Sau đó họ chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy tiền trong tài khoản ngân hàng. Đại diện ngành thuế cho biết không ủy quyền cho tổ chức cá nhân ngoài ngành thu thuế hộ. Cơ quan này khuyến cáo người nộp thuế khi nhận được tin nhắn và cuộc gọi cần kiểm tra kỹ nội dung. Người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua các kênh chính thức để được hỗ trợ. Để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách du lịch dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện kiểm tra, tăng cường hướng dẫn các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch trong việc phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc phát sinh để xử lý theo quy định, phối hợp hỗ trợ các địa phương trong công tác tổ chức sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch nhân dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, cũng như các hoạt động thuộc chương trình sự kiện Cà Mau điểm đến năm 2024. Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, thực hiện đúng quy định về sử dụng phương tiện đường thủy và các dịch vụ vui chơi giải trí, tăng cường công tác quản lý, tập trung bồi dưỡng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng của đội ngũ nhân viên phục vụ khách du lịch, nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch mới đảm bảo chất lượng, hấp dẫn, thu hút du khách. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong chương trình sự kiện Cà Mau điểm đến năm 2024, đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, tăng cường chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường, trật tự an toàn xã hội, nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, phục vụ nhân dân trên địa bàn và khách du lịch, tăng cường công tác quản lý giá cả, chất lượng dịch vụ, kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa khô. Hiệp hội Du lịch tỉnh Cà Mau tích cực thực hiện tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh du lịch Cà Mau, phối hợp tham gia các hoạt động, sự kiện du lịch do địa phương tổ chức, vận động doanh nghiệp, hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, hỗ trợ hướng dẫn trong việc xây dựng sản phẩm du lịch mới. Thưa quý vị, tối hôm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi tổ chức lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội vía bà Thủy Long tại xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Miếu bà Thủy Long tọa lạc tại ngã ba Thị Dạng thuộc ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng. Ngôi miếu được lập vào khoảng đầu của thế kỷ 19. Hàng năm, vào ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 âm lịch, người dân xã Thanh Tùng tổ chức lễ hội vía bà rất trang nghiêm, thành kính và nhộn nhịp, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đến tham gia. Lễ cúng miếu bà Thủy Long cũng được nhân dân gọi là lễ kỳ yên, cầu an, với mục đích cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đây là một trong những lễ hội lớn và lâu đời của Cà Mau, gắn liền với tín ngưỡng thờ Thủy Long cung thần nữ của cư dân miền sông nước, đã tồn tại hàng trăm năm qua trong đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ nói chung, người dân Cà Mau nói riêng. Sáng nay tại huyện Thới Bình tổ chức lễ meeting và giải bóng đá cán bộ đoàn tỉnh Cà Mau chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp giữa các huyện đoàn Thới Bình, U Minh, Trần Dân Thời, Ngọc Hiển và Thành đoàn Cà Mau về việc tổ chức meeting, hành trình đến với địa chỉ đỏ và giải bóng đá cán bộ đoàn. Tại lễ meeting, đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang qua 93 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ tỉnh Cà Mau nói chung, huyện Thới Bình nói riêng, luôn đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện, phát triển, chung tay xây dựng đoàn ngày một vững mạnh. Trước đó, lãnh đạo và đoàn viên thanh niên các huyện Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau đến viếng thắp hương đền thờ anh hùng liệt sĩ và nhà ghi ơn mẹ Việt Nam anh hùng huyện. Sau lễ meeting, cán bộ đoàn tỉnh Cà Mau còn tham gia giải bóng đá nhằm giao lưu, thắt chặt mối đoàn kết giữa các đơn vị. Với chủ đề thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Từ ngày 25 tháng 2 đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã triển khai nhiều công trình phần việc ý nghĩa thiết thực. Trong tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã hỗ trợ lắp điện an toàn, mắc bóng đèn cho 30 hộ nghèo cận nghèo để đảm bảo an toàn trong sử dụng điện. Vận động xây dựng được 30 trụ đèn thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời. Các lực lượng còn ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, tuyên truyền người dân chung sức bảo vệ môi trường, trồng hoa dọc theo các tuyến lộ, tiến hành giảm giá các tuyến lộ xuống cấp. Trong những ngày tháng 3, khí thế sôi nổi của tuổi trẻ lan tỏa khắp các địa bàn, đoàn viên thanh niên lên đường thực hiện nhiều công trình phần việc, hướng đến chủ đề Tháng Thanh niên năm nay xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trên công trình xanh màu áo tình nguyện, niềm vui không chỉ của những đoàn viên mà còn là món quà tuổi trẻ Cà Mau dành cho quê hương mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nắng nóng gay gắt đã làm sụp lún nhiều tuyến đường tại huyện Trần Văn Thời. Giữa trưa, các đội hình thanh niên, dân quân tự vệ vẫn miệt mài khắc phục những đoạn đường hư hỏng. Tháng 3 này, tuổi trẻ huyện Trần Văn Thời đã có 36 đợt ra quân thực hiện nhiều công trình, thu hút hơn 300 lượt đoàn viên tham gia. Từ đó sửa chữa hơn 82 km lộ giao thông, tổng kinh phí trên 240 triệu đồng, kết nối những tuyến đường nông thôn. Là làm xuyên suốt, là nắng nôi cỡ nào cũng phải là làm cho hết giờ là mới có, lắm lúc là tới làm, có bữa làm tới 5 giờ rưỡi luôn. Xong là mới về. Anh em cũng hết sức là nhiệt tình, mình cũng rất đáng mừng. Đây là cũng thực hiện là cũng nhờ lực lượng, chứ còn nói đối với địa phương thì không khả năng làm nổi. Công việc thì khá nặng nhưng mà anh em mà đoàn kết. Trong tháng 3 này là em muốn là hoạt động của mình sôi nổi hơn, là quyết tâm làm được gì có ích, giúp được gì mình giúp cho bà con. Cũng trong tháng 3, Phường Đoàn Phường 4 thành phố Cà Mau, Hội đồng đội phường vận động xã hội hóa lắp đặt mái che hồ bơi của trường tiểu học Giang Lan trị giá hơn 70 triệu đồng. Từ đó nhà trường triển khai các lớp dạy bơi cho học sinh, giúp các em có những kỹ năng cần thiết phòng tránh đuối nước. Đồng thời giúp trẻ rèn luyện thân thể từ phong trào thể dục thể thao trong nhà trường. Dạ rất vui và vui vì vẻ, gặp được nhiều bạn. Dạ là mình có thể rèn luyện kỹ năng, thấy rất là vui và còn có nên sức khỏe. Mục đích thì tạo cái sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu nhi tại trường cũng như là các em thiếu nhi trên địa bàn phường, nhằm góp phần để mà mình phòng chống đuối nước, rèn luyện sức khỏe cho các em thiếu nhi. Tại xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau, Tháng Thanh niên năm nay thực hiện công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 1.000 m. Từ công tác xã hội hóa, công trình gồm 26 trụ đèn đã được hoàn thành. Hệ thống sẽ được nối điện và thắp sáng tuyến lộ nông thôn ấp Kênh Tây, góp sức trẻ vào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Hiện bây giờ áp cái này mình bây giờ đoàn viên thanh niên tháng 3 mình đã làm được cái cột đèn ánh sáng là người dân phấn khởi dữ trời. Mình tự người dân bảo vệ đặng mà có điện thắp sáng lâu dài, mình giữ gìn luôn bằng cách mình chăm sóc. Ví dụ cây cối đổ ngã thì mình tè nhánh và bớt để em lâu dài. Sau khi vận động được nguồn kinh phí thì xã đoàn đã tổ chức triển khai đến các bạn đoàn viên. Chúng ta đóng góp ngày công để đổ các phần trụ đèn và tiến hành mua các vật tư về để lắp ráp. Trong Tháng Thanh niên thì các bạn đoàn viên cũng tham gia rất là nhiệt tình, cùng với địa phương, ban dân ấp để thực hiện các công trình hoàn thành đúng thời gian và đúng tiến độ. Đặc biệt, ngày Chủ nhật xanh 17 tháng 3 vừa qua, các cơ sở đoàn thực hiện 10 công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 10.000 m, sửa chữa 20 km lộ hư hỏng. Đội hình thanh niên tình nguyện MT69 được thành lập tại các địa bàn đã xử lý 50 điểm đen về rác thải nhựa, tổng trị giá các công trình trên 1,5 tỷ đồng. Tính đến nay, 100% đoàn cấp huyện, cấp xã thực hiện ít nhất 2 công trình phần việc phát triển kinh tế xã hội. Các công việc, phần việc của các cơ sở là thường là gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và phục vụ tốt các giống như là các chính sách an sinh xã hội, các dấn thân vì cộng đồng, đúng với chủ đề là thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Do đó thì các tháng thanh niên năm nay thì rất là hiệu quả và sôi nổi. Lan tỏa những hành trình ý nghĩa, tháng 3 về trên các công trình tình nguyện lại rực rỡ hơn màu áo xanh thanh niên. Mừng Đoàn 93 tuổi, tuổi trẻ Cà Mau tiếp nối hành trình của thế hệ trước bằng những hoạt động ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng. Trước tình hình nắng hạn diễn biến phức tạp, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 3, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân đã điều tàu 526 cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 127 và trung đoàn 551 tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân và các lực lượng trên đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. 130.000 lít nước ngọt đã được cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân vận chuyển từ đảo Phú Quốc ra cấp miễn phí cho người dân cùng các lực lượng, người dân trên đảo Hòn Chuối cùng tàu cá của ngư dân đang khai thác hải sản trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Hoạt động này giúp bà con vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày cao điểm của mùa khô. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.